những câu chuyện còn đang dang dở trong tập trước. Đêm nay, nữ ca sĩ Hoàng Châu và nam ca sĩ Lâm Hùng sẽ tiếp tục đưa chúng ta trở về với những miền ký ức thanh xuân của họ. Em còn nhớ cái năm em diễn Vòng Tay Nhân Ái ở sân vận động Vĩnh Long mình, là anh ba em đi theo sau em. Năm đó là em nổi Anh Đã Hiểu Tình Em nè, Phi Trường Phú Việt Ly, Để Cho Em Ra Đi rồi đó. Rồi em hát xong mà anh ba em đi sau em á, mà em không có đi ra được luôn. Rất rất đông anh, khoảng chừng mười mấy ngàn người. Những kỷ vật vô giá. Đây là món quà đầu tiên của một người quan trọng tặng cho em, mà người đó là ảnh hưởng trên cái quá trình nghệ thuật của em suốt từ khi em bắt đầu đi hát cho tới ngày hôm nay. Và những món quà âm nhạc. Ôi cứ tim em bằng vàng, nên tiếng yêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Khi vắng là thơ đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình ngay sau đây nhé. Thưa quý vị thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ những gương mặt thân quen ở tuần trước, đó là Lâm Hùng cùng với Hoàng Châu, và hai người em rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, chân thật, chất phác, năng động, sáng tạo. Đó là Bích Ly cùng với Duy Thái. Hôm nay sẽ có những cái câu chuyện thú vị hơn câu chuyện trước nữa, anh nghĩ là như vậy. Nay đẹp quá Lâm Hùng. Dạ. Em trở về thời kỳ đỉnh cao hồi đó đúng không? Dạ. Năm mà đỉnh cao nhất, mà lúc mà em cảm giác là lúc mà đi đâu khán giả gọi là chen lớn nhau để nghe, nhìn thấy Lâm Hùng thôi. Lúc đó đĩa bán rất là chạy luôn. Đó là năm nào Hùng? Dạ, đó là năm 2003 nè. Cái vòn 2, vòn 3 của em, vòn 4 của em. Cái vòn 4 là cái vòn Vô Tình, đó là em bán nhiều nhất. Là những bài hát nào? Ngày xưa một album em phát hành là em trúng nhiều khi 5-7 bài là bình thường. Ví dụ như album Vô Tình thì em trúng được Vô Tình, Thà Làm Người Bạn Thân, rồi 10 Năm Tình Cũ em hát lại cũng được luôn. Rồi Kẻ Trắng Tay, rồi Con Trai của em viết, nhiều lắm. Hoàng Châu, dạ. Em còn nhớ những năm nào là đỉnh cao của mình? Năm đỉnh cao của em là năm từ 2007 cho tới 2011, 12 á. 2007. Em nghĩ là trước đó, tại vì năm chín mấy là em đã nghe nhạc Yến Hoa rồi. Chị đang tính từ Hoàng Châu thôi. Tính từ Hoàng Châu tính thôi. Tính từ Hoàng Châu là năm 2002 trở đi. Thì 2005 2006 mới bật lên. Để thấy rằng là những năm đó là những năm đỉnh cao mà. Năm đó khán giả dữ dội lắm. Anh nhớ những cái năm mà Lâm Hùng đi hát, Hoàng Châu đi hát ở các show ở các tỉnh đó, người ta chen nhau mua vé luôn. Dạ. Nhất là giữa cái bài hit của em đó. Em nhớ năm 2003 là em hát bài gì không? 2003 là em hát bài Phúc Biệt Ly nè, Ngàn Năm Khó Phai, Mãi Yêu. Còn 2005-2006 là 2006 là Đàn Ông Tham Lam. Rồi 2007 là Con Lật Đật. Đó. Em còn nhớ cái năm em diễn Vòng Tay Nhân Ái ở sân vận động Vĩnh Long mình, là anh ba em đi theo sau em. Năm đó là em nổi Anh Đã Hiểu Tình Em nè, Phi Trường Phú Việt Ly, Để Cho Em Ra Đi rồi đó. Rồi em hát xong mà anh ba em đi sau em á, mà em không có đi ra được luôn. Rất rất đông anh, khoảng chừng mười mấy ngàn người. Những năm đó dạ. Nó kinh khủng lắm, những năm đỉnh cao của các bạn đó, chen lẫn nhau, ngay cả mua đĩa còn phải chen nhau mua nữa. Nói thật, mỗi lần cái xe đẩy vào là các xóm mọi người bu ra mua, trời ơi mua quá trời mua luôn. Vậy thì những năm đó anh nhớ rằng lúc trước là Hoàng Châu hát nhạc trẻ. Dạ. Nhưng mà tại sao một lý do nào đó em lại đổi qua dòng nhạc khác? Thực sự thì trước đó thì đầu tiên mà hát nhạc trẻ đó là em hát cái Công Chúa Hoàng Châu. Rồi sau đó rồi tới những cái album, rồi những bài Đàn Ông Tham Lam, rồi Con Lật Đật là gắn liền với cái tên cái em. Nhưng mà sau cái thời gian dài thì nhạc bolero bắt đầu trở lại. Cho nên là anh nhạc sĩ Đồng Giao cũng là ông xã của em, thì anh mới nói em thôi bây giờ làm lại nhạc bolero, cũng là sở trường của em ngày xưa. Thì là bắt đầu sau đó em mới là thực hiện những cái MV, chương trình bài hát để đời. Và em đã thực hiện cũng hơn 100 bài á, nhạc bolero. Những cái bài bolero nổi tiếng cũng như những bài bolero mới tinh luôn. Đó chắc chắn là những thứ không bao giờ quên của tất cả chúng ta đang ngồi đây. Khi nhắc lại điều đó nó rất là ngọt luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về cái câu chuyện đó. Và nỗ lực đó nó đền bù xứng đáng với những cái thành quả ngày hôm nay.
Bây giờ thì trở lại với cặp đôi song ca này đi. Bây giờ thì em cũng chỉ mong là khán giả mà còn nhớ từ những bài hát của em làm vui rồi. Nghề của mình che tàn măng mọc mà cái này mọc lên thành dữ hơn là che luôn rồi. Bây giờ nè, hôm nay cho Bích Ly chọn bài hát đi, sẽ hát với Lâm Hùng. Em cũng có theo dõi và thời gian vừa đây, cách đây một năm phải không anh, thì có một ca khúc Em Đừng Đi của anh Lâm Hùng và chị Hoàng Châu. Thì đến ngày hôm nay bây giờ em xem là đã 20 mấy triệu view rồi. Và hôm nay em xin phép chị Châu cho em được hát với anh Hùng bài này. Em mê quá. Anh cứ tự nhiên. Anh thích bài này luôn á. Trend dạ. Nha, trend ở TikTok. Dạ. TikTok là trend luôn á. Dạ đúng rồi. Rất nhiều trend đúng không anh? Nhiều trend lắm. Thôi giờ nóng lắm rồi, lên hát đi. Dạ. Hát xong chúng ta đó là sẽ... bài hit nhất hiện giờ đó. Hit nhất hiện giờ của em với Lâm Hùng. Và bây giờ Lâm Hùng xin gửi đến quý vị một bài hát lời Việt của Lâm Hùng. Và bài hát này gần đây được quý vị yêu mến rất nhiều do Lâm Hùng và Hoàng Châu thể hiện. Và ngày hôm nay trong chương trình Ký ức ngọt ngào thì Lâm Hùng sẽ hát với Bích Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Một bức tranh thủy mặc rất là đẹp. Cảm ơn các vũ công của chúng ta. Cảm ơn hai bạn. Hay quá. Như nãy anh nói đó là một bức tranh gọi là tuyệt hảo luôn. Anh nhìn thấy anh đã con mắt luôn á. Yeah. Và giai điệu cũng hay, lời cũng hay nữa. Nó trở về cái thời đỉnh cao của em á, Lâm Hùng. Dạ em cảm ơn anh. Cái này là trước khi em viết bài này là em bây giờ cái tin nhắn vẫn còn luôn. Em gửi anh ông thầy em là anh Đồng Giao á. Thầy ơi có bài này hay lắm, em gửi cho thầy nghe. Xong em hát, em ghi âm luôn. Mà đặc biệt cái bài này á là có nhiều kỷ niệm lắm. Em ở chung cư, em ở căn hộ, cho nên em canh trời mưa, cái em lên ngồi mình em đặt máy em quay. Em quay mình em vậy đó, em hát nghêu ngao đó. Mà mình đâu có cái thao tác, mình đâu có quen đâu anh. Cái mình vừa lên đó, mình đặt máy xong là trời mặt trời lặn đi xuống. Mà làm 5-7 ngày đó, tới chừng ngày mà em mời Châu lên nóc đó là phải trèo lên cái nóc nhà nữa. Rồi đi lên đó phải trèo lên cái thang nữa. Rồi lên đó ngồi cái... Châu hỏi, ủa đoàn phim ai quay đâu, cái em chỉ đó. Anh, đoàn quay đông lắm, có hai diễn viên với người quay. Em hết hồn, nói, ủa đoàn quay đâu Hùng? Đó. Có một người. Và em về là em dựng, em mời thằng em Tân bên Hào Phim về ở nhà em luôn. Và canh chạy mưa, hai đứa lên nóc nhà quay. Quay xong rồi hết mưa đi xuống. Rồi xong rồi tối xuống thì dựng luôn. Đó là dựng ra cái bài đây, đúng có một người quay thôi. Cái bài Em Đừng Đi này đó. Vậy mà thành công đó anh. Thành công nhiều khi mình làm hoành tráng cũng chưa đúng chắc. Đúng rồi. Em mua cái playcam luôn. Rồi em nó không dám bay bên chỗ nhà thờ đó. Em nói bay đi, trời mưa bay càng đẹp. Bay hư bỏ. Tại vì mình đã xác định là mình tìm một cái cảnh cho đẹp rồi. Thật ra thì cái cảnh trong cái Em Đừng Đi của em thì có nhiều cái góc máy. Ông thầy em hay khen thì em cũng tự tin. Không mà thật sự đoàn quay ít nhưng mà ý tưởng của Hùng rất là hay. Ý quan tưởng trọng là ý tưởng đúng đó, không? Đó, ra anh như biết, vậy á. Anh biết lúc mà quay á là cái con đại bàng chứ không phải là con cú. Em thuê con đại bàng 500 ngàn. Mà lại nó không chịu quay. Hai chị em cứ chấp cuộc nó không bay anh. Hai chị em cứ anh lên hai chị em chấp tay vậy rồi hỏi bay chưa? Nó chưa bay. Mà vừa tắt máy cái nó bay. Cái nó thôi dẹp luôn đi. Cái về em nói thằng em á, em lên trên mạng em tìm cho anh cái con gì đó. Nó là nơi có con cú, ừ để vô chứ. Trong sự nỗ lực còn có sự may mắn nữa. Đôi khi đầu tư nhiều quá cũng chưa chắc thành công. Nhưng chỉ cần một may mắn chút xíu thôi thì nó khác liền ha. Còn Bích Ly, khi nãy em hát bài đó thì em sống trong một không khí như thế nào, cảm xúc thế nào? Dạ em thấy nó kiểu nó huyền bí đó anh. Ma mị đúng không? Dạ nó ma mị đó anh. Cho nên là hồi nãy hát mà diễn cũng quá diễn luôn. Thật ra là chúng ta thấy được cái công của dàn dựng. Dạ đúng. Công của âm thanh, ánh sáng. Khói lạnh, sân của khấu. Tất cả dạ. Mọi người phía sau. Dạ. Hãy cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả ở những người phía sau. Dàn dựng quá xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Nhưng mà cho chị nhận xét nha. Bài này là bài của chị với anh dạ, Lâm Hùng hát. Bởi vậy em hát em rung lắm chị. Nhưng mà nó không phải khen chứ em hát hay á. Ngọt, ngọt ngào hơn. Thực sự hát ngọt ngào hơn chị luôn á. Nó cái giọng nó nghe nó truyền cảm hơn luôn á. Có nghĩa là cái luyến lấy của em á, cái đuôi nó luyến ngọt hơn của chị nữa đó. Và em đừng đi, em phải đi. Đúng nhưng rồi. Mà tại vì em đã nghe, em nghe em học chị rất là nhiều để mà được hát như vậy. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi. Đó, đó. Thật sự luôn á, em nghe chị hát mà em nổi da gà luôn á. Thật ra thì xem cái tiết mục vừa rồi anh cảm giác mình trở nên trẻ trung hơn. Cảm giác mình trở về cái thời đỉnh cao của âm nhạc trong giai đoạn đó nha, của Lâm Hùng cùng với Hoàng Châu. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Quay qua bên đây
Dạ. Bài của mình người ta hát rồi. Đó. Hiểu không? Thì bây giờ mình phải nghĩ cái bài nào đó vậy để cho Thái chọn đúng nha. Đúng rồi. Chọn theo sở trường của Thái nha. À. Bây giờ em thấy là hai thầy trò mình có với nhau cũng rất là nhiều sản phẩm rồi. Nhưng mà có một cái ca khúc mà em cảm thấy rất là thích. Đó là cái bài Gõ Cửa Trái Tim. Chị thấy như được, thế nào? Được. Bài này được. Bài này chị cũng thích lắm. Dạ. Thì em cũng xin phép xin gửi tặng cho anh chị ở đây và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Bài hát được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Cửa trái tim van em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ. Nhìn lòng mắt xa ta để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ tim say cùng tình này cũng mong lâu. Tìm em ai quá để anh lạnh lùng. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ. Nhìn lòng mắt sao ta để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phim say cùng tình này cũng mong lâu. Tìm em
em ai khóa để anh lạnh lùng. Đàn lỡ phím sai cung, tình này cũng mong lung. Tìm em ai khóa để anh lạnh. Đó, gõ cửa trái tim, hai trái tim nó đồng điệu với nhau, hai trái tim nó cùng sinh ra một định lý, đó là tình yêu. Rất là ngọt ngào luôn á. Hai chị em hát giống như đôi tình nhân vậy đó. Không, cái giọng của Thái rất là lực. Thái có một giọng rất là ấm áp, đúng rồi. Truyền cảm. Đúng là sở trường của Thái luôn đó. Như anh nói nãy là chắc chắn bạn phải thêm một chút kỹ năng vô thì nó sẽ sinh động hơn cái phần biểu diễn nữa. Cái bài hát gõ cửa trái tim đó thì nó có kỷ niệm gì với em không Hoàng Châu? Thực sự thì cái bài hát này là em mê lâu lắm rồi. Em như thấy là có MV bài hát này rồi luôn. Thế khi mà hai chị em kết hợp thì em là người chọn những cái bài hát này đó, những cái bài hát mà em thích. Thì trong đó cái bài gõ cửa trái tim là cái bài em thích nhất. Đó, mà cũng không ngờ là hôm nay Thái lại đúng ý em, lại chọn bài này đi hát luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gõ cửa trái tim, tuyệt vời. Một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn những giai điệu ngọt ngào từ gõ cửa trái tim với Hoàng Châu, với Duy Thái. Trở lại với ý kiến ngọt ngào đó, tôi đã nghe Lâm Hùng nói trên 200 tác phẩm của bạn. Tôi có giữ ở đây chắc trăm mấy á. Nhiều lắm. Hèn chi đi giờ em thấy sau lưng để... anh em tới đâu tiền. Để trong xe này nữa, nhưng mà thôi lấy như đây. Wow, trời trời. Đây, đây là album gì bạn có nhớ không? Dạ, album Vô Tình. Vô Tình. Album 4 của em ạ. À. Đấy, dạ, album 4. Dạ. Bích Ly có cái album này không? Em có nhưng mà em mua ở ngoài. Cái này là anh mua ở xe ba gác, còn này anh mua ở siêu thị. Wow, này, trời ơi. Này có bản gốc nha, bản gốc. Đó. Trời ơi, cái này 2001 luôn á anh. Đúng rồi. Anh Linh. Đó là album gì? Dạ, album Hát Cho Một Dòng Sông. 20 năm rồi. Đây là một cái album mà phải nói là đánh dấu cái sự thay đổi sự nghiệp của em. Từ một chàng thuyền trưởng trở thành một ca sĩ. Và ở trong cái vol 1 này chứa đựng rất nhiều cái kỷ niệm mà có rất nhiều ân nhân đã giúp em trong album này. Trong đó có anh Đồng Giao và chị Hoàng Châu. Và em nhìn em ngậm ngùi quá anh trai. Cái album này là hồi xưa Nguyễn Công Trí design cho em. Dạ. Một cái bài hát nào em thích nhất, một đoạn nào em thích nhất em có thể hát nó để nhớ về cái ký ức đó gần 20 năm. Dạ, trong này em viết cũng hết gần 8 bài nhạc lời Việt. Tất cả Đêm Tình Yêu em cũng viết lời Việt nè. Vết Chân Thời Gian, Người Là Niềm Đau, Đêm Đổi Màu, Trái Tim Mùa Thu, Kiếp Phong Trần, Lặng Lẽ Mùa Đông, Nụ Hôn Lơ Đãng là em viết lời Việt hết. Hồi xưa em thích nhất là bài Người Là Niềm Đau của em. Anh Vĩnh Thuyên, đạo diễn Vĩnh Thuyên, ảnh hồi xưa là làm bên công ty của anh Đồng Giao, đưa em nguyên một cái đĩa nhạc ngoại. Thì mới chạy qua một nhạc sĩ khác nhờ viết. Thì qua bên đó, thật sự ngày xưa một lần viết nhạc là 1,5 triệu một bài. Em không có tiền anh Linh. Cái hai anh em về, cái em nói anh Thuyên ơi, thôi để em viết cho. Cái anh nói thôi được không ông. Cái em nói được, để em viết. Thì đêm đó em nằm em viết. Em viết viết gần hết bài rồi. Thì còn cái câu cuối cùng đó là hỡi em yêu, bí văn luôn. Cái em nằm em ngủ tới sáng, lúc đó em gọi ở nhà ông thầy mà mất xe. Cái em nghe anh Đăng Trường anh hát bài mãi mãi là niềm đau. Cái em mãi mãi là niềm đau, hỡi em yêu, người là niềm đau. Trời em mừng quá, em ghi mấy chữ cuối em chạy qua anh Vĩnh Thuyên. Anh Thuyên em viết xong rồi em đi, mình đi thu. Chạy qua anh Việt Hùng thu. Em thu xong rồi bài đó em thu chừng không nhiều chứ thu cỡ 10 lần có. Hát khó quá, lúc đó em hát riêng mà em khang tiếng luôn. Bây giờ mình nghe lại trong cái bài Người Là Niềm Đau của em vẫn còn khàn. Bởi vì cái bài đó cao quá. Em sẽ hát một đoạn tặng anh ha. Em yêu ơi sao quên đi từng đêm mưa. Cuộc tình mặn nồng ân ái, đôi ta cuồng say quên đêm ra băng. Nay em đã ra đi vui chôn dĩ vãng. Ngày nào hỡi em yêu, người là niềm đau.
Tôi cũng gửi lời cảm ơn Đan Trường luôn. Bạn đã góp phần để làm nên thành công của Lâm Hùng. Dạ, cảm ơn bạn Tấn luôn. Đấy, mỗi người một chút, những ân nhân đó ta không bao giờ quên đấy. Đây, thấy chưa? Thưa quý vị, trong sự nghiệp ca hát thì có rất nhiều anh chị em ra rất nhiều album, nhưng mà hôm nay nhìn là những album từ năm 2000 đến giờ mà chương trình Ký Ức Ngọt Ngào đã dành lại cho Lâm Hùng. Lâm Hùng thật là xúc động luôn đó. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Nguyễn Linh rất nhiều. Thật ra anh cũng khoe tụi em là đó anh mượn tiền mua không đó, còn thiếu đó. Anh Linh ơi, anh nói tới chữ mượn nợ thì em cũng xin nói luôn là cái album Vân Một em là rất nhiều kỷ niệm, và em đã được rất nhiều mạnh thường quân giúp cho em để mà hoàn thành album này. Và trong chương trình Ký Ức Ngọt Ngào này, chắc cho Lâm Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân nếu có xem chương trình, đã ủng hộ cho Lâm Hùng từ những ngày đầu đi hát, và đặc biệt anh Đồng Dao và chị Hoàng Châu. Và một điều không thể quên được đó là những khán giả đã ủng hộ Lâm Hùng từ những ngày đầu tiên đi hát cho đến bây giờ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thôi, đó là những cái kỷ vật mà chúng ta phải giữ trong mình, đừng bao giờ quên nó, giống như là nó là một người bạn đồng hành với chúng ta trong suốt một chặng đường rất là dài. Bây giờ sẽ là một kỷ vật khác, tôi cất trong túi đây. Cái này của Hoàng Châu nha, lấy từ trong Gò Cửa Trái Tim. Anh lại hồi hộp quá. Wow. Wow, cái này lâu lắm rồi nha. Đồng hồ. Đây. Cái kỷ vật này nó liên quan điều gì không? Có liên quan, rất là quan trọng tới cuộc đời của em luôn. Đây là món quà đầu tiên của một người quan trọng tặng cho em. Mà người đó là ảnh hưởng trên cái quá trình nghệ thuật của em suốt từ khi em bắt đầu đi hát cho tới ngày hôm nay. Chắc là anh Linh với Lâm Hùng đoán được ai rồi đúng không? Người đó đưa cho anh đó. Ủa vậy hả? Ừ. Bởi vì em bất ngờ em nói ủa sao tự nhiên anh có. Anh ấy đưa cho anh đó. Thật sự thì nhạc sĩ Đồng Dao cũng là ông xã của em. Sự nghiệp của em bắt đầu từ lúc bắt đầu cho tới hôm nay là ảnh là người góp phần rất là quan trọng. Những cái album đầu tiên ảnh làm cho em, rồi sau đó thì mới tới là Trung Tâm Mưa Bụi mời em hát. Sau đó thì cái thời mà Làng Thống Xanh á anh, lúc đó thì nhạc bolero nó không còn được ưa chuộng nữa. Chính ảnh là cái người mà lèo lái cho Hoàng Châu qua cái dòng nhạc trẻ với cái album đầu tiên, đó là album Công Chúa Hoàng Châu. Tại vì trong cái thời gian đó, năm 2000 thì phải, thì phim Công Chúa Hoàng Châu là đang được khán giả rất là yêu mến. Thì ảnh mới nghĩ ra là ảnh phải tìm cái nhạc trong phim đó để mà viết lại lời Việt, phối âm lại và cho em hát. Đó là cái tên Hoàng Châu bắt đầu từ lúc đó, năm 2000. Sao cái Hoàng Châu đó anh mới tặng cái đồng hồ này, hay là anh tặng cái đồng hồ này trước khi cái tác phẩm đó? Trước. Trước luôn. Em có nhớ ngày nào và tại sao lại có cái đồng hồ này? Hình như là trúng cái đợt đĩa đó rồi mua luôn đó anh. Không phải đâu. Đó là cái lúc mà mới yêu nhau. Thì khoảng năm 96, cuối năm 96. Thì năm 97 là có một cái chuyến đi châu Âu. Lúc đó chưa có em đâu. Chưa, em chưa có đi chung. Chưa. Chuyến đi châu Âu thì lúc đó ảnh đi công việc của ảnh thôi, em không có đi. Thì ảnh đi công việc của ảnh thôi, thì sau đó ảnh về thì ảnh mới tặng cho em cái đồng hồ này. Đó là một cái món quà của một mối tình kéo đầu tiên, dài cho đến bây giờ. Đầu năm 97, Và chính mối tình đó, chính chiếc đồng hồ này đã tạo nên những giá trị âm nhạc, những cái sản phẩm âm nhạc rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì cảm ơn ông xã của Hoàng Châu, Đồng Dao đã có thêm một cái cánh tay đắc lực để có thêm nhiều tác phẩm cho nền âm nhạc nước nhà. Anh là người đồng hành với em suốt trong quá trình mà làm nghệ thuật luôn. Hùng biết nè, đi hát là anh đi theo, bảo vệ, lo lắng, chăm sóc. Anh Linh ơi, xem ra anh cũng hay chứ. Hả? Có cái đồng hồ mà dính luôn tới giờ, thấy không? Đấy, là, nhắc là Duy Thái, ta gõ cửa trái tim bằng cái đồng hồ đó. Rồi thật sự thì mấy năm gần đây, trước đây thì là lúc nào cũng đi có đôi hết.
Nam Hùng là biết đi diễn tỉnh, đi khắp miền Trung, miền Tây, miền Bắc, đi xuyên Việt. Thì khoảng chừng 5-6 năm đổ lại đây thì Hoàng Châu ít có đi diễn xa nữa, bởi vì lo cho gia đình nhiều hơn, con cái cũng lớn rồi nên đi học, cho nên Hoàng Châu phải ở nhà hát gần thôi chứ không đi xa nữa. Với ông xã cũng mở công ty phim rồi công ty làm nhiều công ty lắm, cho nên không có còn thời gian để đi theo Hoàng Châu nữa. Nên thật ra là bây giờ mình trụ lại, mình ở Sài Gòn, mình hát một vòng thôi, không còn đi xa. Khán giả tỉnh cứ hỏi là sao lâu quá Hoàng Châu không đi tỉnh. Anh nghĩ rằng đây là món quà rất là quý giá. Ngay những ngày đầu, bây giờ có thay thế vào đó những cái đồng hồ đầy kim cương lấp lánh đi nữa thì nó cũng không bao giờ có giá trị. Đơn giản thôi, nó không có gọi là cái gì gọi là hiệu hay gì hết, nhưng mà mình rất là thích và mình cảm thấy nó rất là đẹp. Bao giờ cũng thế, ký ức ngọt ngào nó bao giờ cũng đẹp. Cái gì đầu tiên nó cũng nó cũng rất là cũng đẹp cả. Đẹp, giống như cái Vol 1 của em cũng vậy đó. Cái đồng hồ đó cũng vậy. Và nhân đây thì cũng cho em xin được cảm ơn ông xã Đồng Giao. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt chặng đường nghệ thuật từ đó cho đến bây giờ, và cũng cho em những ký ức rất là ngọt ngào. Và cũng cảm ơn chương trình của mình đã cho em được hãnh diện và được xúc động với những cái gợi lại những ký ức mà em cảm thấy rất 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 là hãnh diện và rất là xúc động. Cảm ơn chương trình Ký Ức Ngọt Ngào rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những cảm xúc, những ký ức ngọt ngào của Lâm Hùng, của Hoàng Châu, của Bích Ly, của Duy Thái. Hy vọng rằng với những ký ức đó các bạn hãy giữ mãi nó. Nó sẽ là những cái niềm vui, những cái hành trang để chúng ta bước tiếp con đường mà chúng ta đã chọn, mặc dù trên con đường đó rất nhiều phong ba bão tố. Hãy cố gắng lên các bạn nhé. Không là gì cả nếu như chúng ta có sự cố gắng và nỗ lực. Chúc cho Bích Ly cũng như là Duy Thái sẽ trở thành những ngôi sao sáng chói trên bầu trời nghệ thuật. Một lúc nào đó các bạn sẽ ngồi ở ghế mà chính các bạn là thần tượng của thế hệ trẻ hơn nữa. Cảm ơn anh ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh. Các bạn trẻ nói gì đi nào. Dạ vâng ạ, em cũng xin cảm ơn đến chương trình Ký Ức Ngọt Ngào đã cho em cơ hội ngồi ở đây và được đồng hành, được ngồi cùng với anh Lâm Hùng, anh Quyền Linh, chị Hoàng Châu. Đó là một điểm rất là vinh dự cho em. Dạ. Và lại còn được hát với các anh chị nữa, thật sự rất là hạnh phúc. Và ngồi ở đây thì em học hỏi thêm được rất là nhiều kinh nghiệm, và em sẽ lấy đó làm hành trang và cố gắng thật nhiều hơn nữa, để một ngày nào đó thì em cũng sẽ được hào quang giống như các anh chị đã từng được. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Anh nghĩ em sẽ làm được và hơn thế nữa. Duy Thái. Dạ, em thì hôm nay cảm xúc của em thì cũng giống như bạn Bích Ly. Thì thực sự em rất là vui và rất là hạnh diện khi mà ngày hôm nay em được hiện diện ở một cái chương trình Ký Ức Ngọt Ngào, một cái chương trình truyền hình mà rất nhiều khán giả quan tâm và theo dõi, và đặc biệt là em được ngồi với những anh chị thần tượng của em từ rất là lâu rồi. Trong chương trình này thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai người thầy của em, thứ nhất là đạo diễn Đồng Đăng Giao và chị Hoàng Châu đã dìu dắt em trong những cái bước đi đầu tiên vào nghề, từ lúc em từ ở dưới quê lên Sài Gòn. Và cũng nhờ đạo diễn Đồng Đăng Giao đã cho em những cái sản phẩm và đã đưa em đến gần khán giả hơn. Đến ngày hôm nay thì cũng rất nhiều khán giả đã biết đến tiếng hát của em, và em cũng sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để bản thân em phát huy được trong cái nghề của mình. Và một mai này, như anh Quyền Linh đã nói, thì tụi em mong muốn sẽ được ngồi ở đây, sẽ là một thần tượng của thế hệ phía sau, và cũng được kể về những kỷ niệm, những ký ức mà ngày hôm nay em ngồi đây với anh chị. Thật là xúc động. Em nãy giờ em ngồi đây, em nhìn lên cái chương trình Ký Ức Ngọt Ngào này, em cảm nhận mình đang rất là hạnh phúc. Có một điều gì đó mình cảm thấy may mắn và hạnh diện nữa. Em nhớ lại những ngày mà đầu tiên em được lên Sài Gòn, anh Vũ Linh anh có nói với em là anh giới thiệu em á, lần thứ nhất, lần thứ hai người ta vì anh người ta kêu em, nhưng lần thứ ba người ta có kêu em hay không nữa là do thực lực của em. Và ngày hôm nay em cảm nhận cái câu nói đó rất đúng. Với một chương trình mà để cho Lâm Hùng được khơi lại những kỷ niệm như thế này, thì Lâm Hùng không thể nào không nhắc đến một người đã rất là yêu mến Hùng, thương Hùng như là người em trong nhà, đó là anh nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã đem Hùng từ Kiên Giang lên đây để cho Hùng có được ngày hôm nay. Và trong chương trình Ký Ức Ngọt Ngào này,
Tâm Hùng hy vọng rằng những người em tiếp theo sẽ luôn luôn nhớ đến những người mà đã dìu dắt mình. Đó là cái tâm của trong nghề mình. Chị Thái nhớ, lúc nào mình cũng tôn sư trọng đạo là mình sẽ thành công. Anh nghĩ đúng không anh Quyền Linh à? Xin cảm ơn chương trình Chuyến Ngọt Ngào đã cho Lâm Hùng và Hoàng Châu cũng như tất cả anh em được hội ngộ ngày hôm nay tâm sự với khán giả. Anh nghĩ thế này, hôm nay tất cả những lời cảm ơn đó của các bạn nó sẽ trở thành một món quà mà các bạn sẽ biểu diễn trong ngày hôm nay để gửi tặng tất cả mọi người. Món quà đó nó sẽ cộng hưởng tất cả những bài hát mà các bạn thích, các bạn sẽ match up lại với nhau. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Không Hùng? Đồng ý anh. Đồng ý. Dạ đồng ý. Bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bốn nhân vật ngày hôm nay với một bản phối match up mới nhất và lạ nhất cũng độc nhất chỉ có trong Ký Ức Ngọt Ngào. Xin mời. Thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Người đi đi ngoài phố chiều nắng bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa êm đềm, thành ghế đá chiều công viên, ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan, đời ai không một lần, quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Tình đầu kế tròn mộng đâu anh. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu còn đâu, giờ đây xin ra từ. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Thành phố cũ người yêu còn đâu còn đâu, giờ đây xin ra từ.
chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình tặng người chưa biết rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên anh lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu đương nhưng có mấy người tìm được một thay hoài công thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lê thê có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về làm rét bước qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dòng tình yêu lành qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm mến những người chưa quen một người ở lại đèn trắng gối mộng yêu ai anh mang sông dài cho đẹp lòng trắng thôi thế là thôi là thế đó dĩ vãng là thơ đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ còn đâu giờ đây xin giã từ ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tả từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin giã từ sách này rất là sinh động ha. Thế hệ đi trước, thế hệ đi sau rất là rõ ràng. Chúng ta hòa quyện với nhau để tạo thành một cái tác phẩm ngày hôm nay. Đó chính là những điều rất là ngọt ngào luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Hùng thấy thế nào? Em thấy rất là tuyệt vời cho ngày hôm nay, cho một cái chương trình mà để Lâm Hùng và Hoàng Châu cùng hai em Duy Thái và Bích Ly được tâm sự, truyền đạt, lắng nghe và học hỏi từ anh, từ em, từ tất cả những anh em, với tất cả quý vị trong ngày hôm nay ở chương trình Ký ức ngọt ngào, một điều rất là tuyệt vời. Và điều tiếp theo thì chắc có lẽ Lâm Hùng và Hoàng Châu sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ không phụ lòng tất cả quý vị các bạn. Xin mời Hoàng Châu. Và Hoàng Châu cũng rất là cảm ơn chương trình Ký ức ngọt ngào đã cho Hoàng Châu được hoài niệm lại và được nhớ lại những ký ức, những cái hành trình mà mình đã đi qua, nhưng mà cái điều mà làm cho mình bây giờ nghĩ lại mình rất là hãnh diện và rất là xúc động. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Đây,
một kỷ niệm rất là ngọt ngào của ký ức ngọt ngào dành cho hai bạn. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Hy vọng rằng nó sẽ là món quà chúng ta để trong nhà để tôi nhắc nhớ về những ký ức ngọt ngào đó. Và tôi mong một ngày nào đó Quỳnh Linh sẽ gửi tặng hai bạn trẻ những ký ức đó. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Ký ức ngọt ngào. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại ngày hôm sau vào lúc 13 giờ thứ hai trên truyền hình Vĩnh Long 2. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại tuần sau với Ký ức ngọt ngào. Xin chào. Tập tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của hai thần tượng, hai màu sắc âm nhạc riêng biệt, hai giọng ca đã chiếm trọn trái tim của những người yêu nhạc vào những năm của thập niên 80-90. Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh và giọng ca đầy ngọt ngào, da diết, nữ ca sĩ Mưa Bụi, Huyền Trang. Những ký ức, những câu chuyện hài hước lần đầu được hé lộ và những ca khúc đình đám được sống lại trên sân khấu của ký ức ngọt ngào. Em đi trên cỏ non mọc ốm đôi bờ đường đi, em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Dừng xe anh mời khẽ lên ngồi ăn chớ nghe, bé đông đưa bím tóc lắc đầu. Hãy cùng đón xem tập 7 chương trình Ký ức ngọt ngào mùa 2 phát sóng vào 21 giờ tối Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.